Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu được những mất mát, thiệt thòi mà những nạn nhân chất độc da cam dioxin đã và đang gánh chịu. Trong suốt những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Sa Thầy đã nỗ lực chung tay giúp đỡ những nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Năm 1965, trong khi tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, ông Lê Khắc Minh không may bị nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ phun giải. Giờ đây, mỗi khi thời tiết thay đổi, người cựu chiến binh ấy lại phải chịu đựng những cơn đau nhức đeo bám. Nó cái chất độc da cam thì phải nói là phải nó cực kỳ nguy hiểm, mà lâu nay cũng không biết đâu. Nhưng mà qua đọc tin báo rồi qua nghiên cứu sách trên TV rồi trên tin báo rồi thấy biết nó là cực kỳ nguy hiểm. Thực chất là một cái loại chất độc là thần giết người cực kỳ là ác, nhưng mà lâu nay không ai biết. Làm cho cả nhiều cái thế hệ, chứ không phải một thế hệ đâu. Thế hệ như tôi chẳng hạn là đến con tôi không nói là nhiều cháu nữa. Nó cũng bị nhiễm. Không biết là đến thế hệ thứ tư rồi có biết là đến thế hệ thứ ba là cũng đã nhiễm rồi. Mà làm cho nhiều gia đình cũng điều đứng. Là một người lính chiến đấu ở chiến trường Quảng Ngãi do ảnh hưởng chất độc da cam dioxin, sức khỏe của ông Nguyễn Trúc, sinh năm 1938, trú tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy, suy giảm nhiều. Vợ chồng ông Trúc sinh được 3 người con. Trong đó, người con trai cả bị nhiễm chất độc da cam nên không được khỏe mạnh, linh hoạt như mọi người. Nhờ sự quan tâm động viên các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp, gia đình ông Trúc được tiếp thêm động lực để cố gắng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Ngoài chăm sóc hơn 80 cây sầu riêng và một số loại cây ăn trái khác, ông còn nuôi thêm đàn gà để có thêm thu nhập. Dịp cũng như là Tết Tư hay là ngày 10 tháng 8 này thì cũng coi như nhà nước cũng có về hỗ trợ, cũng chăm sóc, cũng quà tặng vậy thôi. Trong đó thì nó cũng hỗ trợ hàng tháng được bao nhiêu đó. Để về để hỗ trợ cho về mua vào trang nuôi. Cho ra là bao nhiêu tiền đó thì cũng quay đi, nhưng mà về không có lấy lẻ. Trong thời gian đó thì về cũng có mua bò, mình nuôi thì không chăn nuôi, chứ mà gỡ thì con nó lòng nó trên trời cao gỡ. Là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Kon Tum, huyện Sa Thầy hiện có khoảng 400 người nghi nhiễm chất độc da cam, nhưng chỉ có 31 nạn nhân được công nhận và được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong khâu làm hồ sơ. Vì vậy, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Sa Thầy tiếp tục kiến nghị với các ngành chức năng xem xét, giảm bớt một số thủ tục không còn phù hợp để đảm bảo các đối tượng sớm được hưởng chính sách của nhà nước. Chính phủ và nhà nước cũng đã quan tâm đấy. Riêng về hội, từ tỉnh, từ trung ương cũng đã chỉ đạo cái này cho hội cơ sở, rồi hội huyện là phải tập trung nâng cao cái đời sống của nạn nhân bằng cách là khuyến cáo họ giữ sức khỏe và cố gắng là khám và điều trị thường xuyên. Thì đó là cái tệ hại của cái chất độc da cam có thể nó kéo dài nhiều thập kỷ sau. Cái quan tâm của các cấp á, thì riêng về huyện hội á, thì thường xuyên, tức là các ngày lễ và cái ngày của hội thì cũng cố gắng là huy động doanh nghiệp trên địa bàn và doanh nghiệp của tỉnh đã hỗ trợ là hàng năm. Dẫu biết rằng khó có thể hàn gắn được hết những vết thương do chiến tranh để lại, song mỗi một hành động sẻ chia là một lần góp phần xoa dịu nỗi đau đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng chính là động lực giúp nhiều nạn nhân da cam nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.